hạn sử dụng của một chai nước hoa là bao lâu và cách bảo quản như thế nào cho đúng, toàn bộ sẽ được mình trả lời trong video ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Với nhiều bạn mới biết đến nước hoa thì chắc hẳn rất là thắc mắc về cái vấn đề đó là hạn sử dụng của một chai nước hoa được tính như nào, từ khi được xuất kho hay là từ khi các bạn mua về hay là từ khi các bạn bóc ra để sử dụng. Thì theo như mình tìm hiểu, tất cả những cái sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm khi mà để bán ở trên thị trường thì các thương hiệu, các nhà sản xuất đều phải công bố một cách rõ ràng chi tiết về cái hạn sử dụng tốt nhất của một chai nữa, của một sản phẩm mà họ đã bán. Nó sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố như là tùy vào sản phẩm đó là sản phẩm gì thì sẽ có cái hạn sử dụng khác nhau, hay là tùy vào những cái thị trường khác nhau thì cũng sẽ có phân ra cái vấn đề đó là hạn sử dụng. Cái này thì mình chỉ tìm hiểu qua thôi và mình không nắm được rõ hết, nên là những bạn nào mà thiên về những cái mảng mỹ phẩm hay là những cái bạn gái ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu rõ vấn đề này. Thì ở đây mình có một chai, vỏ chai của chai Zoom Vapatos Artisan. Đây thì như các bạn có thể nhìn thấy rằng là trên này nó có cái chữ, một cái hình biểu tượng cái hộp và 36M, có nghĩa là 36 tháng kể từ khi các bạn mở cái hộp này ra để sử dụng. Thì theo như mình hiểu đó là hạn sử dụng của một chai nước hoa nó sẽ được tính từ khi các bạn mở ra để sử dụng. Như chai nước hoa này nó sẽ tính là 36 tháng. Nó sẽ tùy thương hiệu, như kiểu Lilavo thì nó sẽ ghi là 28 tháng này. Rồi ở đây thì là 36 tháng, có những thương hiệu khác thì 18 tháng đến 24 tháng. Thì đó là cái hạn sử dụng mà chúng ta thường hiểu với nhau và ở trên mạng các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Vậy thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái thắc mắc đó là vậy một chai nước hoa mà nó quá cái hạn sử dụng rồi thì có xịt được nữa hay không? Thì để mình giải thích cho các bạn đây này nhá. Cái việc mà người ta phải công bố cái hạn sử dụng ở đây nó là cái yếu tố bắt buộc. Và trong cái quá trình này thì người ta 36 tháng từ khi mở ra đó là cái thời gian tốt nhất để các bạn sử dụng nước hoa. Và cái thời gian đó thì những cái chất bảo quản như là tia UV rồi cái những chất chống oxy hóa nó sẽ hoạt động tốt nhất. Còn ngoài thời gian này ra thì đó là cái thời gian mà những cái sản phẩm, những cái chất đó nó không còn được tác dụng 100% nữa. Và những cái sản phẩm này ấy, thì khi mà các bạn ngoài cái thời hạn, hết cái hạn sử dụng này ra, các bạn sử dụng nếu như mà có vấn đề gì về cái kích ứng da thì khi đó các hãng sẽ không phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề mà các bạn xịt khi mà chai nước hoa hết hạn sử dụng. Vì thế cái hạn sử dụng ở đây thì với cá nhân mình sẽ hiểu rằng là đó là cái thời gian tốt nhất để các bạn sử dụng sản phẩm. Còn ngoài thời gian đó ra thì các bạn vẫn có thể sử dụng nếu như các bạn bảo quản tốt. Nói thêm một chút về cái việc hạn sử dụng này thì trước khi bán cho các bạn thì các sản phẩm sẽ có cái thời gian lưu kho, và nếu như cái sản phẩm nào quá thời gian lưu kho rồi thì họ sẽ thu lại. Và để các bạn check được cái sản phẩm của bạn được sản xuất vào những năm nào và lưu kho bao lâu thì hình như là mình nhớ là có vài trang web check ấy, thì các bạn có thể check cái mã QR code hay là các bạn có thể check những cái mã code ở dưới này để các bạn biết được là cái sản phẩm của bạn là sản xuất vào năm bao nhiêu nhá. Và chúng ta đến với mục thứ hai, đó là cách bảo quản nước hoa. Các bạn có thể dễ dàng search ở trên mạng rất là nhiều cái cách bảo quản nước hoa, và chung chung thì nó sẽ có những cái yếu tố như sau. Đầu tiên đó là yếu tố về nhiệt độ. Cái thứ hai đó là yếu tố về ánh nắng mặt trời. Cái thứ ba là nhiệt về độ ẩm. Thì trong cái yếu tố, những cái yếu tố này thì người ta cũng sẽ không nói rõ cho các bạn, nhưng mà bây giờ mình sẽ giải thích từng cái yếu tố. Đầu tiên đó là cái yếu tố về nhiệt độ. Thì một chai nước hoa bảo quản, nó bảo quản tốt nhất và đảm bảo được chất lượng sử dụng trong cái thời hạn sử dụng mà họ ghi ấy, thì với cá nhân mình thấy rằng là nó ở tầm, chắc là tầm dưới 30 độ, và cái nhiệt độ thấp nhất thì mình nghĩ rằng là có những thời gian để một chai nước hoa tầm 5 độ nó vẫn rất là ok, nó không có một cái việc là thay đổi mùi hương về cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ duy nhất mà các bạn cần cân nhắc ở trong cái yếu tố này đó chính là cái vấn đề về chênh lệch nhiệt độ. Thì nhiều bạn sẽ đọc được những cái thông tin đó là các bạn bảo quản nước hoa trong tủ lạnh đó, thì mình chỉ nói về vấn đề như này thôi, đó là nếu như khi các bạn bảo quản nước hoa tủ lạnh mà các bạn thường xuyên lấy ra lấy vào, một ngày các bạn lấy ra lấy vào 2 đến 3 lần để xịt, thì cái yếu tố chênh lệch nhiệt độ kiểu cũng giống như các bạn thôi, khi các bạn đang ở trong điều hòa, các bạn đi ra ngoài đang lạnh tầm 5 độ 0 độ, các bạn đi ra ngoài thời tiết 35 độ và các bạn bị sốc nhiệt, thì cái sản phẩm nước hoa nó cũng như vậy. Nên là nếu như các bạn đang bảo quản nước hoa ở trong cái tủ lạnh ấy, thì các bạn cũng nên hạn chế cái việc thường xuyên lấy ra lấy vào khi mà cái thời tiết nóng, hay là những cái bạn có thể cải thiện việc đó bằng các bạn chiết ra những cái lọ chiết nhỏ, các bạn để ngoài chai gốc, các bạn để ở trong. Còn nếu như các bạn không bảo quản nước hoa ở trong những cái tủ lạnh như vậy thì các bạn không cần quan tâm đến yếu tố này. Cái yếu tố thứ hai ở đây đó chính là
cái yếu tố về ánh sáng mặt trời. Thì nó liên quan đến tia UV thì cũng có rất là nhiều người nói rằng là giải thích cái vấn đề này, các khi các bạn để nước hoa ở gần cửa sổ này, cái tia UV nó làm cho những cái chất bảo quản trong nước hoa nó sẽ, các nguyên liệu trong nước hoa nó sẽ phản ứng với nhau, hay là nó sẽ làm biến đổi về mùi hương cũng như là về màu sắc của chai nước hoa. Vì thế thì cái ánh sáng, cái vấn đề ánh sáng này thì các bạn nên tránh cái những cái nơi như ở cửa sổ cái thứ ra, nó là rất là ok. Còn mình nghĩ rằng là cũng chả ai bày nước hoa ở cửa sổ, như kiểu phòng mình đây thì cũng có một cái cửa sổ ở bên này, nhưng mà cái cửa sổ này của mình cũng không có ánh nắng mặt trời mấy, nên là khi mà mình để đây nó cũng không vấn đề gì cả. Hay là những cái đèn led này thì nó cũng không có hề có nhiệt độ cao hay gì cả. Các bạn có thể, nếu như các bạn muốn bày thì các bạn có thể nghiên cứu, như nếu như phòng có cửa sổ quá sáng thì các bạn nên làm một cái rèm đó. Và cái yếu tố cuối cùng ở trong đây đó là yếu tố về độ ẩm. Thì trước đây mình có một vài chai nước hoa khi mà mình để ở trong cái môi trường, đó là ở trong phòng tắm ấy, tại vì mình hay có cái thói quen là khi tắm xong này mình sẽ soi gương ở trong đấy và mình sẽ xịt nước hoa luôn để nó bám tỏa tốt, khi mà làn da của mình đang có độ ẩm và mình xịt vào nó sẽ bám được tốt. Nhưng mà khi các bạn để nước hoa trong mình quá lâu mà ở trong môi trường độ ẩm cao thì nó sẽ có cái hiện tượng là có những chai nước hoa mà mình để nó có kiểu những cái bọt nước nó dính lăn tăn đấy này, thì nó không tốt. Nên là các bạn cũng hạn chế việc để nước hoa ở trong những cái môi trường như là phòng tắm hay là những cái nơi mà có độ ẩm cao. Thì mình khuyến khích là các bạn nên tránh những cái nơi cụ thể như này. Thứ nhất là nơi có ánh sáng mặt trời, cửa sổ này, rồi phòng tắm này, hay là các bạn để nước hoa ở trong tủ lạnh các bạn thường xuyên lấy ra lấy vào, hay là để nước hoa ở trong cốp xe, máy cốp xe, trên xe ô tô, và các bạn thường xuyên để xe ở ngoài trời, thì đấy là những cái nơi mà không nên để nước hoa. Vậy thì chúng ta nên bảo quản nước hoa ở đâu là tốt nhất? Thì với cá nhân mình là một người làm review và mình sẽ có cái việc là các bạn, mình bày nước hoa lên đây để show ra những cái sản phẩm của mình, hay là những bạn nào thích làm một cái phòng riêng hay là có những cái kệ nhỏ các bạn show ra như này. Thì các điều các bạn nên tránh đó là cái phòng của bạn thì nên đảm bảo nhiệt độ dưới 30 độ C. Và phòng mình thì có một cái quạt thông gió ở kia, thì mình những ngày nóng phải bật thường xuyên bật để cho nó điều hòa được không khí, tránh nhiệt độ cao, quá là cao ở trong phòng. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên này. Cái việc thứ hai mà các bạn bảo quản đó là các bạn có thể bỏ nước hoa ở những cái bàn trang điểm ở trong phòng ngủ, các bạn có thể bày lên đấy vừa tiện xịt này, cũng như là để đảm bảo cái yếu tố là tránh ánh nắng mặt trời, tránh cửa sổ ra, tránh độ ẩm này, và nhiệt độ trong đó cũng khá là ok, tại vì khi các bạn bật điều hòa nó cũng sẽ giảm từ từ đến tắt đi, còn các bạn không phải sợ là nó bị sốc nhiệt như là người đâu. Và cái nơi bảo quản cuối cùng đó là các bạn có thể cất vào chính những cái hộp như này. Nếu như các bạn không sử dụng thường xuyên hoặc là các bạn là người cẩn thận thì các bạn có thể cất vào những cái hộp như này, xong rồi các bạn bày lên tủ, hoặc là các bạn cất vào ở trong tủ quần áo. Thì trước đây khi mà mình ít nước hoa ấy, mà mình chưa làm review ấy, thì mình hay cất nước hoa vào trong tủ quần áo, đó là một nơi rất là kín này, rồi độ nhiệt độ cũng rất là tốt và tránh được những cái yếu tố bên ngoài, và ở trong đấy thì thỉnh thoảng không mà xịt quá tay nó còn thơm cả tủ luôn. Thì đó là những cái nơi mà mình hay cất nước hoa mà các bạn có thể tham khảo. Còn các bạn thì sao? Các bạn đang bảo quản nước hoa như nào, hay là các bạn có những cái ý kiến nào đóng góp ấy, để chúng ta cùng nhau thảo luận, thì hãy bình luận phía dưới và đừng quên việc like, share nếu như thấy video của mình hay, và nhớ là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.